Mentos với Coca. Bỏ Mentos vô miệng thì mình sẽ mở Coca ra mà đổ Coca vô. Chào rồi. Mày đã bao giờ mày coi trên YouTube người ta làm Mentos với Coca chưa? Rồi. Bỏ vô hả? Chào bọn thân không ạ? Ok, và xin chào các bạn đến với YouTube của Mew7. Mình là Mew7. Mình là bác sĩ em. Cũng là Mentos với Coca giống như trên mạng người ta làm. Nhưng mà đặc biệt hơn là tụi mình không có bỏ chung vô chai hoặc là bỏ vô ca hay là bỏ vô ly hay là bỏ một cái dịch gì đó, mà tụi mình làm một cách độc đáo hơn. Đó là tụi mình sẽ bỏ Mentos vô miệng trước, xong rồi tụi mình sẽ mở Coca ra mà tụi mình đổ Coca vô. Buồn gì không sao, cứ thử đi. Chưa thử, chưa ai thử sao mình biết được. Cứ thử lần cho biết. Trước tiên á, để chứng thực cho các bạn như trên mạng thì mình sẽ đổ một miếng Coca vô đây nè. Rồi mình bỏ Mentos vô cho các bạn coi trước, rồi sau đó mình mới làm sao nha. Bây giờ mình sẽ mở Coca ra. Lại phun được tôi lại lắc này, chưa có Mentos mà nó phun tới cỡ đó. Chơi luôn dơ kệ bà đó, đã chơi là chơi cho láng đó. Mình chỉ đổ cái này là mình làm thí nghiệm cho nên là mình chỉ làm một miếng thôi, còn để cô dành Coca lát mình uống nha. Rồi giờ mình sẽ lấy Mentos. Bạn một 2 bên là 1, 2, 3, cái thả vô luôn nha. 1, 2, 3. Ghê chưa? Đó, nó chỉ tới mức đó thôi à. Nó sụt cái giọng như mức đó thôi à. Không, nó phun lên nè. À, đang lên kìa. Lên từ từ à. Bỏ thêm một cục nữa này. Đó, sủi nhẹ nè. Giờ nó nóng không? Không có nóng gì hết. Còn bạn quay ở trên đây xuống là thấy nó sụt sẵn không? Thôi, nhiều đó được rồi. Là khán giả người ta cũng coi trên YouTube, người ta cũng biết rồi. Cái này Coca Mentos này từ xưa tới giờ có rồi. Ok, bây giờ mình cho bạn ấy ăn trước miếng, mỗi người ăn cục Mentos nha. Ăn rồi. Ừ, trước thì lát đổ thôi. Lát là không có được nhai, nó ngậm á. Dạ nhà hả? Ừ. Ăn không ơi, cameraman. Được tưởng. Cảm ơn. Một cái cameraman nó được tự sái hả? Được chứ. Được chứ. Không, nước ngọt nè. Nè, chẳng qua kêu Mentos cho nó tây thôi chứ nó còn kẹo bạc hà. Nhai nước hết đi rồi bắt đầu mình sẽ làm thức không? Thưởng thức dẻo thôi. Bây giờ đây là viên kẹo làm việc, mình sẽ làm tới 2 shot lần này. Phải làm nhanh chứ không nước nó bay ra, thấy không? Ra hơi nó bay ra. Tôi làm đầu tiên cho này. 1, 2, 3 action. Cái gì anh cần? Nó sôi nó không nhỉ? Nó sôi giống như con gì bò trong miệng á. Làm đi không? Mình nha các bạn. Nó giống như kiến bò trong miệng á.
đúng không, giống như kiến vào trong miệng á. Cảm giác sao? Nó vừa mùi bạc hà, vừa mùi coca. Đó là lúc mới đổ vô á. Xong rồi sau đó thì nó cái mùi bạc hà nó tan ra, nó mất luôn cái mùi coca luôn. Là lúc đó giống như mình uống nước ngọt bình thường vậy á, không mùi, mà nó chỉ nghe mùi bạc hà không thôi. Cái xong rồi nó sụt lên, là giống như kiến bò trong miệng mình á. Nó massage miệng hả? Ừ. Nó cứ sụt. Phải nói là phải coi, giống như là có nhiều con đang quậy trong cái họng rồi đó. Ừ, nó bò quậy. À, giống như là massage miệng rồi đó. Ừ. Bây giờ tụi mình tăng đô lên là thử cho mỗi thằng 2 viên đi. Còn 2 viên này cho camera. Ok, hay là làm cùng lúc luôn nha. Bỏ vô luôn đi. Nè. Trời ơi, chào đơm. Chơi ngu. Em bị chào nè. Giống núi lửa. Cái miệng núi lửa. Không phải là núi lửa mà núi Mentos. Núi Coca. Cái mùi bạc hà nó đánh mất mùi coca rồi. Ừ, nó đánh mất luôn. Mà thấy nó lột chao em là hai cục nó vui luôn cho nó. Em mày mày đổ vô nhiều quá. Ừ. Chứ tao đổ vô ít á, nó không bị chào mà nó kiểu nó sụt rùng lên, nó giống như là kiến bò ở trong miệng á, nhột á. Nó vừa chào ra là nó sụt ra luôn. Nói chung là tăng gấp 2 lần viên này. Cái này là hồi đầu biết sao không? Tao tưởng là kiểu như là nó bỏ trong này, nó sôi lên thì nó nóng hay gì bỏ vô miệng thì nó sôi ghê lắm. Ai giờ nó sôi nhẹ nhẹ mà nó không bị nóng hay là gì hết. Thơm, ngon. Nói chung là được ăn kẹo ngon rồi. Cũng là một cái trải nghiệm vui mà. Tại vì cái thói tò mò phải không? Mình coi video ở trên YouTube á, phun lên. Nó thấy nó phun lên. Sôi mới có nóng. Mình cứ suy nghĩ là không biết có nóng không. Tò mò. Cho nên là hôm nay anh em mình làm thử. Nhưng mà cũng cảm nhận được rồi. Thì một cái video ngắn trải nghiệm. Và chắc video của tụi mình cũng kết thúc tại đây. Cái màn trải nghiệm cũng ngắn thôi, để mình biết được. Tại vì cái tò mò trong cái đầu óc của mình đó, khi thấy người ta làm, mình nói là cái nào đó, mình bây giờ mình bỏ cho trong miệng luôn. Anh gợi cái thơm. Ngày mai anh với anh em này thử ngập viên sủi xe sủi á, vô miệng xong đổ nước rồi đi thao anh cực. Cái đó hả? Ừ. Này em phun không ai. Cái đó nó phun ra ngoài, phun vô mũi luôn. Bà em kêu anh làm. Điên sủi với sủi nha. Sủi ghê lắm á. Được rồi. Nếu vậy thì hẹn các bạn vào video sau. Rồi tụi mình sẽ làm viên sủi. Đổ thẳng vào viên và đổ nước vô. Rồi đổ nước vô. Ok. Ừ, ok, làm không? Làm. Chơi. Bây giờ trước khi kết thúc video thì cũng gửi lời chào tới khán giả đi. Và nếu các bạn thấy vui thì hãy like, subscribe và đừng quên chia sẻ tụi mình. Và các bạn nhớ rằng hãy comment để lại những cái ý tưởng cho tụi mình để tụi mình tiếp tục phấn đấu hơn nha. Bye bye. Bye.